Thưa quý vị và các bạn, dự kiến vào ngày 20 tháng 1 tới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh và các đồng phạm là cựu cán bộ nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai, công ty BMS, công ty thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội VFS. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày cụ thể các bị cáo bệnh viện bạch mai gồm có nguyễn quốc anh cựu giám đốc nguyễn ngọc hiền cựu phó giám đốc trịnh thị thuận kế toán trưởng trưởng phòng tài chính kế toán bệnh viện lý thị ngọc thủy trưởng phòng tài chính kế toán các bị cáo ở công ty bms có phạm đức tuấn giám đốc công ty ngô thị thu huyền phó giám đốc các bị can ở vfs có trần lê hoàng nguyên thẩm định viên phan minh dung nguyên tổng giám đốc các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ được quy định tại Điều 356 khoảng 3 Bộ Luật Hình sự về việc sử dụng robot Rosa hỗ trợ thực hiện phẫu thuật sọ não cho 637 ca bệnh, làm tăng chi phí và gây thiệt hại cho người bệnh hơn 10 tỷ đồng trước đó.